Chào các bạn, mình là Linh đây. Và trong clip này mình sẽ sang đổi kick, nói chung là đổi gió tí. Chứ làm truy kích riết rồi mình kiểu chán cực kỳ luôn đấy. Bây giờ mình cảm thấy là truy kích nó kiểu như là toàn súng cũ, súng đi dùng. Cùng lắm mình chơi Trung Quốc để kiểu vũ khí mới để review cho các bạn xem ấy. Ôi, đằng sau chạy. Ôi trời ơi, may mới tỉnh. Một con y tá kìa. MG3 nhá. Cái này khẩu MG3 này nó không màu cam cam như bên truy kích đâu, cái này là màu silver, tức là MG3 bạc. Nó bắn mình cái thấy nó giật lắm, mình thấy nó giật cực kỳ luôn, được cái nhiều đạn thì mình thích rồi. Nó cũng có là nhìn cái em ạ, hiệu ứng ánh sáng của mấy khẩu mà nhìn đẹp phải luôn các bạn. Thôi chết rồi. lao đầu vào nó thế là thôi, ăn hành rồi. Ui, trời ơi, nhà chả có gì ngoài đạn. Xả chặt ga. Ui phải chạy. Yeah. Lâu lắm rồi chứ. Cũng một thời gian dài không chơi rồi đấy. Nói chung là đổi gió cho các bạn. Mình nói thẳng ra mình rất là gà rồi. Nên là nếu các bạn nào kiểu có cần cái khả năng trình độ cao nhất cao quá thì đã một kill. Vào đây à. Ui, vai thế nó đấm mình một phát. Trời ơi, 3 thằng rồi. Vào đây. Ui, đông. Từ từ vào đây. Từng đứa một. Trời ơi, tiếc thế. Phần đây mình đang dựa như kiểu là một cái chiêu cái phát chém tiếp theo mà nửa cái phát chém tiếp theo nữa thì chết cả con Terminator ấy. Xuyên nữa thì đã ăn được con nến nữa mà. Nó đen thế nhỉ. Xóa thế phải cảm giác cực kỳ là tiếc rồi. Ok, nghĩ thế được rồi. Cũng may mà chui vào cái cống mà kiểu tầm chém của này, chém của hero nó nhanh ấy. Mắc phê luôn. Các bạn nhìn thấy nó giật không? giật loài cả mắt đấy. Ôi, chạy chuột. Còn mấy khẩu súng máy này thủ dâm thì ai được các bạn. Mình đứng đây thủ thôi. Được cái bắn rất là khỏe các bạn nhé. Bắn cực khỏe luôn đấy. Nếu các bạn nào kiểu chơi truy kích mà muốn sơ đồ kích kiếm súng ấy. Oh. À nhảy kìa. Ôi thôi anh này. Vào đây. nó đi thẳng vào bên trong kìa. Nó không biết mình ở đây luôn các bạn. Rồi xong. Sao mày khó tính ấy nhỉ? Cứ gặp tao là mày xuống hết cả 1 mét rồi mày. Muốn cần chiến quá nhưng mà chúng nó toàn đi theo hội đồng, không thể cần chiến được các bạn. Khổ lù này đấy, bắn nó hay cứu luôn đấy. Nó bắn rất là nhanh. Ok. Trời ơi, cứ thế thằng nào nhảy lại kiểu gì cũng chết. Nào, tới đây. Ôi, sướng quá, lắm đạn này, bắn sướng thật chứ. Ô, đâu hết rồi. Ôi, giật lắm, mình còn bắn phải từ từ hết cỡ rồi mê rồi. Bắn còn trượt nữa các bạn. Thốn vậy. Ok. Rồi hàng ngon này. Ui khổ lục này bắn ngon này. Rồi ấy, có thằng này ở đây là mình không cần. Mình đang định rút ra là cần chiến em ra không được. Tàu 3Z rồi, các bạn nghe cái tiếng 3Z không? Khắp phòng luôn tàu 3Z thủ ở cái trên kia. Giết. Quên. Tức là khi hết bán nào các bạn không gây sát thương với zombie được đâu. Không như được truy kích kìa, truy kích thì vẫn gây được, vẫn giết được, vẫn là tính kill mà. Nếu các bạn chơi truy kích thì biết các bạn biết. Đấy, sau một thời gian học thì biết mỗi cái này các bạn. Chịu khó xem clip của mấy thanh niên dạy chơi parkour lắm ấy. Nhưng mà cũng chả học được mấy đâu.
rồi. Ai, khả năng bắn ruồi quá là thần thánh luôn ấy, khả năng bắt chuyện con này nó giật thật đấy. À rồi đây, ủa phê trời. Hôm nay nếu mà các bạn lắp nhiều VIP ấy, mình xem clip của nhiều các thanh niên kiểu làm clip riêng cho đột kích ấy, nó phải mấy nghìn viên các bạn ạ, cực kỳ được ghê luôn. Đây là mình còn kiểu như là chỉ là phần nhỏ của cái nhỏ của nhỏ cái số đạn của khẩu súng này được các bạn. Lại y tá này. À, ừ, mình phát hiện ra là nhiên đột kích nó chặn kích của các bạn, tức là bây giờ các bạn không kích được nữa hay sao ấy, chả biết nữa. Tức là bây giờ các bạn nếu mà to thì cũng không phải lo đâu, bởi vì không ai kích được bạn. Ủa đâu này, đâu vậy? Rồi ngon rồi vào đây. Ủa đâu vậy, giết. Ui nó cấu mình còn một ca máu. Trời, không thể tin nổi các bạn, nó mỗi thằng nó chém nhau một cái nó chết. Bye. Còn mấy giây rồi. Ok, các bạn đợi mình xíu nha, mình có một khẩu súng nữa nhìn nó khá là hay. Các bạn đợi mình xíu nha để mình ra mình đổ kho đồ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake, cause I don't fucking care. Yeah, mình đã trở lại nhá. Mình sẽ cầm theo cái khẩu súng mà nó cũng là súng máy thôi. Nó cũng như kiểu màu bạc nhưng mà nó dòng súng máy, nhưng mà một cái đặc điểm cực kỳ là khác biệt là, tức là nó cái dòng súng máy nó cực kỳ là ít đạn, nó chỉ có 35 viên trên một băng thôi các bạn. Nhưng mà nói chung là thế là hình như là phần thưởng của cái A chế độ AI mới các bạn. Đây khẩu này đẹp vãi luôn ấy. Ê, bắn ngon hơn, có vẻ là bắn ổn định hơn cái khẩu MG3 một chút, nhưng mà sao nó ít đạn được kìa. Được cái thay đạn nhanh hơn và nhìn nó đẹp hơn. Nhìn rất là mặt làm mắt luôn. Nó xa vậy, khói mù mình chả nhìn thấy cái gì cả. Ê, được ấy, bắn khá là khỏe đấy. À, rồi nó toàn đâu vậy. Ê à. Ui ngon các bạn ơi, bắn rỉa thôi mà máu chảy ở mầm mà. Các bạn thì cảm thấy là cái so hai khẩu súng là nó độ ổn định nó khác nhau hoàn toàn. Một khẩu súng thì nó cực giật, một khẩu súng thì cao rất là đáng kể đấy. Ôi đã phê vãi, sao bọn này nó núp hết rồi này, chắc nhiều ba xe quá cho nó sợ chạy hết rồi ạ. Đầu tim vậy, mình không nghĩ được thằng ở dưới nó cắm nó giáp rồi, sợ vãi rồi. Không hiểu thanh niên đâu đang mải mê nhìn cái con Temi tắm đuối mà cũng là mất giáp. Ủa tránh ra, có ba xe thôi các bạn. Ồ tôi xong, con này tiến hóa này. Ấy game cái thần thánh không. Khi các bạn để khi cầm khẩu M451 thì nhìn kiểu nó nhún theo người, khi người di chuyển thì nhìn đẹp quá, nhìn hài quá. Rồi la liền được mạng cuối cùng. Ô y tá này được bờ đâu là bờ mông em thật săn chắc. Y tá khi đã tiến hóa lên là một đỏ chót cơ. Tại sao mình nhảy cái chỗ đấy mà nhảy nhanh nó rất không lên được nhá. Nhưng mà nhảy chậm thì lên được, mà nhảy nhanh không bao giờ được đâu. Cái chỗ này cũng thế này. Đây. Thôi dẹp mẹ đi. Đi bắn đi. Ui ôi, cái hư dây kìa, xanh le luôn. Chá, tối mít rồi. Mà đến may mà không sao nào để ý, không nhảy ngu, cái tôi nhảy ngu. Ok, đông kìa. Ôi, chết rồi.
Chạy. Nó đâu ấy? Máy quá nó không. Ok ok. Hàng hàng ngon hàng ngon. Ui đúng quá. Chưa được có đi đá. Đừng sang em chi ơi. Có đấy nhảy cao lắm. Nó lên mình lên đến đây nó lên được tốt mà. Ô ô nó bắt săn mình này. Ôi tôi chết rồi. Còn là lưu đạn đâu ấy. Ui, nhanh lên nhanh lên. Máy mà khổ này nó nhặt đạn nhanh các bạn ạ. Ấy nó nhảy như điên này. Ô ô ô đây rồi. Bơi vào đây. Bơi vào đây. Trời ơi. Lần đây là mình chưa sẽ lần đầu tiên mình cận chiến y tá luôn các bạn. Vãi, cảm xúc dâng trào vãi. Phê vãi. Ôi đúng rồi, hóa heo luôn này. À, ghê đấy. Đồ hóa heo các bạn yên tâm đi. Đạn khá nhiều mà. Không hiểu à, thế nhưng à đủ nhanh vậy. Hai cao máu của mình luôn ạ. Cực kỳ là nhanh luôn. À, chạy đâu? Chạy đâu phải đáng. À con này tiến hóa này. Ủa có y tá các bạn thấy có y tá chưa? Nhìn sợ vãi. Chạy đâu? Chạy đâu? Ui thắng rồi. Ôi ok. Khi clip về review hai khẩu súng của mình chắc là đến đây thôi các bạn. Nói chung là mình làm clip để phục vụ các bạn mục đích giải trí thôi, nên là không đề cao quá những cái cần phải là trình độ. Nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ cố là sẽ chơi hay hơn cho trong từng clip một. Ok, mình sẽ học tập kiểu parkour kiểu. Đấy, các bạn xem clip thì nhớ like, share, ủng hộ mình nha. Bye.